Mến chào quý cô chú anh chị gần xa đã ghé thăm kênh giao lưu cây kiểng trên toàn quốc LTK Bonsai ha. Thì hôm nay em về một số cây như là cẩm thị, bằng lăng rừng, nguyệt quế, mai chiếu thủy, hoa ngũ sắc và một số cây linh sam nha quý cô chú anh chị. Thì mã số 1Y em giao lưu với tất cả cô chú anh chị mình gần xa, đây là cây cẩm thị ha, rất là già cây, bệ đế lớn, cốt cành lớn nha. Bệ đế lớn, cốt lớn. Chiều cao cây là 59. Cẩm thị đâm chồi sống khỏe, cây hiện tại là thuần chậu, thuần bầu nha. Nè, nhìn các mặt cắt đã kéo lại như thế này thì cô chú anh chị mình biết cây nó rất là già và lâu rồi ha. Tổng bệ, tổng đế một cây đặt như thế này là 88 hoành. Cây rất là nặng tại vì nó đặc nha. Cẩm thị. Rồi cái này em giao lưu toàn quốc, giá bao trọn bộ phí ship 1.800.000 đồng tới nơi ha. Cây này mình chăm đủ sức là cây nó sẽ cho trái bình thường nha quý cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0939700449 ha, cũng là số điện thoại giao lưu hàng ngày nha. Zalo luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 2Y. Cây cẩm thị giáng quái. Chiều cao cây như thế này là 60. Cây này sống khỏe luôn rồi ha. Em đo cái tán ngang là 54. Hiện tại các mặt cắt đã bao da rồi ha. Bao da mạnh như thế này. Đó. Cô chú anh chị mình xem nha. Cây khá là ổn rồi. Bệ đế quái ha. Thân quái. Rồi, em đo như thế này cho cô chú anh chị mình tham khảo cái thân gì là 21. Đây dưới đây là nguyên một cục ở dưới nha. Mà số 2Y. Rồi, đây, một vết lũa đường thân ha. Sành cứng rồi nha. Giá giao lưu 1.500.000 đồng tận nơi ha. Mình được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nha quý cô chú anh chị. Mã số 3Y là em về những cây bằng lăng rừng giáng lật ha. Cây này khá lớn nha. Chiều cao cây em báo là 60. Chiếm phía sau. Rồi. Hiện tại hàng khai thác miền núi rừng cho nên sẽ có những ôm cái vết ôm những cái cục đá nhỏ nha, và có những cái vết lỗi do tự nhiên thôi ha. Cây cũng khá là sành cứng rồi. Tổng bệ ở nơi đây em đo là 130. Đây, thân lũa cứng rồi ha. Cây đâm chồi sống khỏe. Và mặt hàng này của chú anh chị mình có thể ghép với tường vi hoặc là bằng lăng thái nha. Cây sẽ cho xiên hoa hơn và giá trị hơn ha. Cả mặt sau và mặt trước đều rất là duyên và quái. Cây này rất là nặng, phí ship cũng khá là cao ha. Rồi em giao lưu cây này với giá là 1.700.000 đồng tận nơi. Bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Hoa nó nở vào một mùa hè trong năm, đó là hoa nguyên thủy nha. Mà số 4Y cũng là lá nhỏ hoa tím nha. Chiều cao cây như thế này là 53. Cây miền núi rừng cho nên sẽ có những cái vết gãy do tự nhiên thôi ha. Về cô chú anh chị mình thì tham khảo xử lý thêm. Tổng bệ em đo là 110. Đây là đá rừng, đá núi ha. Vết lũa nè, lũa bọng từ đây tới đây ha. Về thì mình chỉnh sửa thêm, có cái máy vòi phun gì đó phun ra cho nó sạch sẽ. Rồi về mình tạo lũa lại, sơn keo lên. Rồi, bằng lăng rừng này, mã số 4Y, em giao lưu toàn quốc 1.400.000 đồng tận nơi. Cây nu bú, xù ha. Số điện thoại của em là 0939700449 nha quý cô chú anh chị. Mã số 5, 4Y. Ủa? 5Y nha. Ủa, 6Y. Ủa, cây 5Y đâu? Cái đó cây số 4. 5Y nằm đó kìa.
Trời ơi. Cây năm y nha quý cô chú anh chị. Đó. Chiều cao cây như thế này là 46. Những cái mặt cắt này nè, về mà mình cảm giác nó không có thẩm mỹ thì về mình tạo lại bằng cái cây tạo lũa, nó cũng rất là dễ tạo ha. Phía trong này thì mình có thể làm lại thêm. Rồi, 115 tổng bề. Đó, cây thì tự nhiên, cho nên về có gì thì cô chú anh chị mình chỉnh sửa thêm giùm em. Còn ở đây mình không có biết ý thích của mình như thế nào, cho nên toàn bộ em để tự nhiên hết. Khi vận chuyển thì cũng y như vậy mà vận chuyển tới nhà mình nha. Cây bằng lăng rừng mã số 5Y. Rồi cái này em giao lưu toàn quốc cũng 1.400.000 đồng ha. Tới nơi quý cô chú anh chị mình được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nha. Mã số 6Y. Ai mua từ 2 cây trở lên thì bên em sẽ giảm giá lại cho quý cô chú anh chị mình gần xa ha. Rồi, cây này có chiều cao tương đối là 57. Hiện tại hàng bên em bao sống cho mình 2 tháng nha. Đối với cây phôi như thế này ha. Đây, cây đâm chồi như thế này. Còn đây là một cái vết lũa đã khô ở vị trí này nha. Nhưng da phần ở bên ngoài này thì cây vẫn đâm chồi và sống khỏe bình thường. Em đo tổng bệ. Ý má ơi. 80 là tổng bệ. Kiểu này ra cường. Mà số 6 y bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ nha. Mình có thể ghép trực tiếp lên da hoặc là đợi chồi non ra hơi già tí xíu mà mình ghép vẫn được ha cô chú anh chị. Rồi cây này giá giao lưu 1.200.000 đồng tới nơi. Tất cả hàng bên em vận chuyển đều bao phí ship đến tận nhà, giao lưu toàn quốc ha. Mình được kiểm tra hàng thoải mái trước khi mình nhận cây nha. Đúng cây đúng mã mình chốt quá thì nhận giúp em ha. Cây mã số 7Y 42 là chiều cao. Cây này nhỏ nhỏ nhưng mà dáng quái nha. Rồi, tổng bệ như thế này em đo chỗ vị trí eo 65. Đó, này liền ha. Mà số 7Y, 1.3 tận nơi. Bầu của em gồm hai lớp nha. Về mình gỡ bỏ cái phần băng keo cho cây thoát nước tốt ha. Rồi phần bao bên trong thì mình cứ giữ lại lên chậu bình thường. Phủ giá thể lên cao cao giúp em khi mà mình mới sang chậu nha. Từ từ bao nó sẽ phân hủy thôi ha. Mã số 8Y, nghiêng về dòng lá xoắn hoa chùm, nguyệt quế. Hàng cây miền Tây, thuần chậu sống khỏe, phơm tán dù ha. Chiều cao như thế này là 75. Tổng tán ngang em đo phun tàn là 79. Dòng này rất là xiên hoa, cho hoa màu trắng và rất là thơm nha. Cốt cành lớn nha. Đã chỉnh sửa phơm tán hết rồi nha. Khi vận chuyển thì tụi em báo trước là có thể ép tàn vô tí xíu ha, để tránh gãy nha. Về cô chú anh chị mình để ý bẻ ra giúp em. Cây có đế, tàn có tàn luôn nha. Tổng thân em đo là 42. Đó, đế cây của bác anh chị mình dầm kỹ giùm em ha. Cây thuần chậu sống khỏe. Mặt cắt của cây cũng khá ok rồi. Này khi đi thì tụi em gửi chậu lại bỏ bầu ha. Đó. Nguyệt quế dòng lá xoắn hoa chùm. Mã số 8Y. Em giao lưu với giá là 2.300.000 đồng không bao gồm chậu ha. Số điện thoại của em là 0939700449 nha, cũng là số Zalo liên hệ ha. Cô chú anh chị nào thì muốn hình ảnh của cây thì cứ liên hệ Zalo đó của em. Em hay phát clip lúc 12 giờ trưa ha. Cây mã số 9Y. Đây là gốc trăm mũi ghép với ngũ sắc thái, hoa cho màu rất là đậm ha. Đẹp. Chiều cao cây em báo là 52. Tán rộng nhất của cây là 75. Thân cây khá duyên ha, một thân trực một thân bay, nu bú khá lớn. Màu sắc rực rỡ nha. Mã số 9Y. Đối với dòng này thì khi vận chuyển xa sẽ dễ vàng và rụng lá ha.
Cái này là nguyên một bệ đế nha. Em đo cái hoành thân bên lớn nhất ha. Hoành thân như thế này trừ hao em tính 23 nu nè. Mã số 9 y. Đó. Các mắt ghép đã liền hết trơn rồi. Em giao lưu toàn quốc, cây này có giá là 1 triệu đồng cho mã số 9 y. Và bao phí ship trọn gói đến tận nơi nha. Tụi em vận chuyển hàng bên đơn vị vì theo bot nha quý cô chú anh chị. Mã số 10 y. Cũng là hoa ngũ sắc. Gốc trăm hội. Chiều cao cây là 52. Tán rộng nhất của cây là 60. Dòng này cũng khá là xuyên hoa, cho nên mà cây vận chuyển rụng hoa thì cô chú bác anh chị mình an tâm, cây sẽ cho hoa lại nhanh thôi ha. Hoa màu trắng tinh khiết ha. Màu khá là tươi rói luôn. Đó, một bệ đế khá quái xù rồi nè. Tổng bệ như thế này em đo nha. 55. Một thân lớn đại diện đi ha. 14. Cái này là nguyên một cục lớn chia thành 3 thân chứ không phải là 3 thân rời rạc nhau ghép lại nha. Rồi, mã số 10 y, em giao lưu với giá là 900.000 đồng vận chuyển toàn quốc ha. Báo trước dễ vàng và rụng lá khi vận chuyển nha cô chú bác anh chị. Không bao gồm chậu. Mã số 11 y cũng là dòng ngũ sắc thái ghép với trăm ổi. Chiều cao cây em báo với mình là 50. Còn cái tán rộng là 54. Hoa màu nào màu nấy cũng khá là tươi dòm, rất là bắt mắt. Cái mùi hoa và cái mùi lá cũng rất là thơm ha. Mình có thể đuổi được côn trùng. Rồi, quanh thân tại đây em báo với mình là 17. Còn cái này em đo ha. Cái này em đo tổng một bệ đế nha. 45. Nè, ở dưới còn nữa nè. Mười một y. Dòng kỹ chỗ này vết cắt nó không có được đẹp lắm nha. Nhưng cây hiện tại là không sao, sống khỏe. Rồi cây này giá giao lưu với cô chú bác anh chị mình 800.000 đồng tới nơi. Mã số 11 y. Số điện thoại liên hệ của em có nằm dưới miêu tả là 0939700449 nha. Rồi, về với mã 12 y. Đây là dòng nguyệt quế lá xoắn hoa chùm. Cây này bonsai nhỏ nhỏ nha. Chiều cao cây như thế này là 48. Cây hiện tại đang lên hoa. Lá xoắn hoa chùm. 68 tổng chiều ngang. Đây, hoa chùm là sẽ như thế này. Nó có chùm chùm giống như hoa thiên lý. 12 y. Đế cũng đều nha. Phơm tán cũng đủ rồi ha. Rồi, quanh thân tại vị trí này em báo là 19. Hiện tại cái bầu đường kính nó là 33 nha. Dòm kỹ đế giúp em ha. Cây mã số 12 y. Nguyệt quế lá xoắn hoa chùm. Em giao lưu chỉ với giá là 800.000 đồng bao trộn bộ phí ship tận nơi ha. 13 y là dòng mai chiếu thủy trung nu dạng cụm rừng. Hoa nở rộ như thế này thì chú bác anh chị mình lưu ý giùm em ha. Nó sẽ rụng nha. Chiều cao cây là 60. Nhưng cây hiện tại sống khỏe ha. Em gửi ra Bắc tầm 5 đến 7 ngày. Cây vẫn xanh tươi tốt. Có điều hơi bị rụng lá tí xíu, rụng hoa tí xíu thôi. 68. Tổng tán rộng nhất em đo. Cây rất già cây nha. Hoa này cũng khá là thơm ha. Rồi quanh thân như thế này em đo 15 gần 16. Em lấy như vậy thì lấy 15 nha. Đường kính bầu này thì quý cô chú anh chị mình sang qua chậu 4 ha. Rồi cây này giá 650.000 đồng trọn bộ phí ship đến tận nơi của chú anh chị mình ha. Mai chiếu thủy trung nu mã số 13 y. Mã số 14 y cụm rừng. Cây này khá duyên và đẹp chuẩn cây rồi ha. Chiều cao cây là 70.
tổng tán ngang cây 63. Cốt cành đủ rồi ha. Em đo một cái cụm lớn bên đây nha. Như thế này là 23. Đó. Cây hiện tại thuần chậu sống khỏe. Khi cô chú bác anh chị mình về sang chậu thì có thể gỡ bỏ bầu bớt ha, thêm giá thể mới cho cây nó ăn. Chất dinh dưỡng cho cây mau phát triển. Nhưng mà trong cái thời gian mình sang chậu đó, cây có thể vàng và rụng lá ha. Cho nên quý cô chú bác anh chị mình lưu ý chỗ đó giùm em để tránh khô cành nha. 14 mi, giá giao lưu là 700.000 đồng tận nơi. Cây một cốt Mai Chiếu Thủy Trung Nu mã số 15 y. Cây này em tính 650.000. 54 là chiều cao. Tổng tán ngang phun tàn là 56. Mai Chiếu Thủy bây giờ mình mua cây chuẩn bị cho dịp Tết là được rồi nha quý cô chú anh chị. Từ đây tới đó chăm thì cây nó sẽ hoàn thiện hơn. Quanh thân một cốt như thế này em báo chuẩn như mình là 24. Cây mã số 15Y. Giá giao lưu trọn gói bao phí ship toàn quốc. Có giá 650.000 đồng tận nơi. Cây mã số 16Y. Cũng là dòng Mai Chiếu Thủy Trung Nu Nguyên Thủy. Chiều cao cây như thế này là 57. Tổng cái tán ngang em đo là 66. Cái lô này thì hoa rộ nha, nhưng mà vẫn còn nụ một mớ ha. Những cái cành này cho ấm tàn. Em đo thân nha. Thân cây đại diện là 16. Đó. Đường kính bầu này về sang chậu 4 nha. 16 y. Giá giao lưu tận nơi 650.000 đồng. Và số điện thoại liên hệ của em là 0939700449 nha. Cây mã số 17Y. Giá giao lưu cũng là 650.000 đồng cho dòng Mai Chiếu Thủy Trung Nu. Rồi chiều cao cây là 65. Tán ngang cây là 50. Bốn thân lớn nhỏ ha. Cái này mình trồng từ từ cây nó sẽ phát triển thành lớn 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 dần nữa nha. Tổng như thế này em đo là 28. 17 y. Giá giao lưu toàn quốc là 650.000 đồng. Mười tám y. Là dòng linh sam sông Hinh nha. Cây này hiện tại đang hoa ha. Chiều cao cây như thế này em báo là 40. Còn cái tán ngang như thế này là 66. Hoa linh sam màu tím. Rất là thơm nha. Nè, nhìn cái chuỗi bông của nó nè. Đó. Hoa linh sam rất là thơm luôn nha. Thân cây cũng khá là duyên ha. Linh sam sông Hinh. Coi, quanh thân này em báo là 18 đi nha. Cái này đế cũng còn nữa ha. Quý cô chú bác anh chị mình sang qua cái chậu mới thì chỉnh sửa thêm tí xíu. Rồi cái này khi vận chuyển em sẽ không gửi chậu này được nha. Do chậu khá dở cũng không có thích hợp với cây. 18 mi. Em giao lưu toàn quốc cây này 900.000 đồng tới nơi ha. Cốt cành đệm dây kẽm hết rồi. 19 y, dòng linh sam siêu bông. Linh sam siêu bông này đã xử lý tàn chuẩn bị cho hoa ha. Chiều cao cây là 28. Tán rộng này là 52. 19 y, thân thì thân co lắc. Hoa cũng màu tím nha, hơi đậm tí xíu ha. Rồi cái hoành thân em đo tại vị trí này là 14 nha. Về sang chậu chỉ cần gỡ bỏ cái bầu đen này, gỡ giá thể phía dưới này chút xíu là cây nó sẽ phát triển thêm khi mà mình cho thêm giá thể mới nha. 19 đi, có thể ép chậu quá ha. Rồi cái này giá giao lưu là 800.000 đồng tận nơi. Linh sam siêu bông.
Rồi, cây siêu bông mã số 20Y. Thì hiện tại là những cái này em đang xử lý hoa hết ha. Rồi, 53 là tổng tán dài nhất của cây. Còn 26 là tổng chiều cao. Cây siêu bông mã số 20Y. Rồi, quanh thân em báo tại vị trí này là 12. Đây, thân cây như thế này ha. Thân này uống khá là ok rồi nha. Cây 20Y, giá giao lưu cũng 800.000 đồng tận nơi ha. Giá bao phí rồi nha. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449 nha quý cô chú bác anh chị. 21Y cũng là dòng siêu bông nha, linh sam siêu bông. Rồi, tổng cái tán dài nhất em đo là 55 nha quý cô chú bác anh chị. Và 24 đó là chiều cao của cây này. Thân cây lớn ha. Cây thuần chậu sống khỏe. Và cây này hiện tại vận chuyển sẽ gặp tình trạng vàng và rụng lá ha. Và đó cũng là cái cách xử lý hoa nha. Nên cô chú anh chị mình an tâm. 16 là hoành thân cây. Cây này có đế lớn nha. Rồi em tính giá là 800.000 đồng ha. Em giao lưu toàn quốc ha. Đây, thân cây 21Y. Rồi giá bao phí ship thì cây này 800.000 đồng. Đến với dòng mini bonsai trang sen, vùng ngoài hay gọi là mẫu đơn nha. Tại vì hoa của nó có nhiều cánh và nở ra tựa như bông sen ha. Chiều 17 là chiều cao. Cái này giống như là cụm rừng nha. Liền bệ đế. Tổng như thế này em đo ha. 34. Cái này sẽ cho hoa lại nhanh nha quý cô chú bác anh chị. 22Y. Giá giao lưu bao phí ship tận nơi 700.000 đồng. Mini bonsai. Rồi, cụm rừng trang sen. Chiều cao cây như thế này là 13. Tổng cái tán như thế này là 26. Nè, dòng kỹ còn ở dưới thì liền bệ đế ha. Demo sang chậu mới giùm em ha. Em đo tổng cái bệ nha. Tổng cái bệ toàn bộ hết ha, gồm nhiều thân như thế này là 34. Thấy vậy chứ cũng liền bệ đế ở dưới nha. Dòm kỹ giùm em ha. Rồi, cây này giá giao lưu toàn quốc 600.000 đồng mã 23Y. 24Y. Cây này có chiều cao tương đối 19. Tổng tán ngang như thế này là 25. Hoa đang lên này ha. Tổng cái bệ đế này em đo là 33. Liền bệ lực ha. Rồi giá giao lưu là 700.000 đồng tận nơi 24Y. 25Y cuối clip nha. Cũng là trang sen, vùng ngoài gọi là mẫu đơn, bệ đế lớn và lực. Chiều cao cây là 14. Rồi cái tàn ngang em đo 24. Dòm kỹ thì cái đường nét ở ngoài có thêm cái chiều sâu, nó cây nó sẽ nét hơn, đẹp hơn. Rồi, tổng bệ đế em đo tổng như thế này, 29. Rồi, cái này giá giao lưu là 700.000 đồng tận nơi, 25Y. Rồi, số điện thoại liên hệ của em là 0939700449. Rất chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng cho shop của em trong thời gian vừa qua. Và rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của cô chú bác anh chị mình trong clip bữa nay 12 giờ trưa ha. Xin chân thành cảm ơn ạ.